Hello, xin chào nhà. Rồi, em lên con đầu tiên nha. Thấy lộn à, con này nha cả nhà. Phi công của Pháp, Vuonnet Paris 1991 Flight Timer là giờ bay. Đẹp như mới luôn. Giá thì cực kỳ yêu cho cả nhà luôn, 1380 bao ship nha. Dây thép đúc. Đằng sau nè, đáy xoáy nha. Đây, size của nó là 42.5, 6 kim lịch lọc. Càng nè, càng 47, tay 16 thoải mái luôn. 16, 17, 18, 18 rưỡi là ok. Dây con này 19 đổ về. Trời, dây này bao la. Cái mắt dây nè, bao la đó nha. Mắt dây này ngoài tiệm là bao la luôn. Mặt của nó là rất rất đẹp nha, cọc dạ quang sáng. Phi công Pháp nha, 1380 luôn. Dây thép đúc hai khóa có khóa bảo vệ đáy xoáy. Rồi rồi, lên tiếp cho cả nhà một con đồng hồ Casio câu cá nha. Con này lâu lâu mới có nha. Nè, đây nó kêu mình đi câu nè. Đó, fit nè. Đó, đo nhiệt độ nè. Tuổi trăng nè. Thủy triều nè. Đó. À, xem mật độ cá nè. Hoặc là xem trăng rằm, trăng tròn nè. Ví dụ em sẽ chỉnh cho cái nhà kinh độ, vĩ độ Việt Nam để mình xem tuổi trăng luôn. Ví dụ thường tuổi trăng, trăng tròn là ngày 14 đúng không? À, 14 tuổi trăng nè, như vậy. Ví dụ thôi nha, em chưa chỉnh đầy đủ đâu, 22 tháng 4 nè, trăng tròn nè. Thí dụ thôi chứ mốt em chỉnh là đầy đủ cho cả nhà luôn. Lịch sử nè, bấm giờ thao, điểm ngược thao, năm báo à, nó có báo thức và báo tiếng nha. Đó, xem giờ thế giới, chỉnh kim, độc lạ. Đó, fit nè, fit là câu cá, nhiệt độ. Rồi, đèn xanh nha, chạy tới chế là hai kim và điện tử. Size đo ngang là 45.5, nhưng mà càng của nó lại vừa, càng nó 474, tay 16 thoải mái nha. Độ mới là len keng luôn, nguyên rin, 808 bao ship. Mình có thể tháo cái viền benzen này ra, cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Con này lâu lâu mới có nha. Rồi, đây hôm qua em quay con này. Ý vậy tính ra con này là Thụy Sĩ cả nhà. Đó, con này Thụy, hai con là giống nhau nhưng mà con này Thụy nha. Cọc số nè, rồi kính của nó nè, đã không? Nhiều khi người ta mua cái kiếm được cái đồng hồ mà có kính về cả ngàn cái có một cái cả nhà. Thì đây là phiên bản dây da 1280 bao ship. Con này là phiên bản full thép đúc máy Thụy nha, kính vát cạnh, kính ánh xanh. Con này bán 1780 bao ship nha cả nhà, thấy không, đã không, lấp lánh các vì sao, dạ quang cũng sáng luôn. Size 44 dây thép đúc khóa bấm. Đó, rồi em qua con khác nha. Đây em có con này giá rẻ nè cả nhà, Casio cá kiếm đó, sản xuất tại Nhật, đáy xoáy, phiên bản ninja nha. Con này size 38 nha. Rồi, phiên bản ninja nha cả nhà. À, bấm đèn nền đó, độc lạ luôn. 430 bao ship nha, size 38, niềng xoay, đáy xoáy, núm cổ chai luôn, núm cổ chai nha cả nhà. Đó, có nút đèn, dây dài luôn, 430 bao ship nha. Rồi, một em đồng hồ Citizen Reruno, đó, đẹp, 480 bao ship nha, size 38, dáng giống như tăng vậy á. Càng của nó là 46 nha, dây thép đúc rất là nặng luôn. Khóa bấm, pin năng lượng nha, CTN Reruno pin năng lượng.
chống nước đến 200 mét. Đâu còn size 38 dây thép đúc, dây này nặng ghê, dây đủ tay 18 18 rưỡi nha, 4.8 bao ship nha, mặt xanh. Rồi em qua con khác nha, một em đồng hồ Casio chính hãng luôn, còn đẹp nha, bán ở nhà 380 bao ship nha, size của nó là 37, mặt xanh, dây dài luôn, khóa bấm nha, hai ô cửa lịch đó, 380 bao ship nha. Rồi con đồng hồ 6 kim này, một ô cửa lịch, 380 bao ship luôn nha cả nhà, size 39 nha, 39, dây dài luôn, niềng xoay, 380 bao ship nha, 6 kim thiệt nha, bấm dễ thao đó. Đây một em đồng hồ Elgin của Mỹ nha, chống nước 200 m, 450 bao ship luôn, dây xương cá, thép đúc, đáy xoáy, niềng xoay, size của nó là 36 nha, càng 46, dây thép đúc nha, 450 bao ship đó nha. Rồi đây mới về được em đồng hồ Casio độc lạ, Casio Edify nha, pin năng lượng, chạy cơ chế 3 kim, một ô điện tử, lịch vạn niên nha, lịch vạn niên. Rồi size của nó là 42, dây thép đúc, có đèn tự động luôn nha, nó coi dạ quang sáng không, dạ quang sáng nha, và có đèn tự động luôn, dây dài, khóa bấm, dây nè cả nhà thấy không, dây 19 luôn. Rồi 1380 bao ship nha. Đây còn vài con đồng hồ thông minh 530 bao ship nữa nha, nghe gọi nghe nhạc, bơi lội thoải mái, đo sức khỏe, nhịp tim, thể thao đó, màn hình cực sáng luôn. Size 42 nha, đó, đẹp, cài được hình nền, kết nối điện thoại iPhone này kia đầy đủ nha, 530 bao ship cả nha. Đây một em đồng hồ Citizen Win Q nha, pin năng lượng, size 39, 380 bao ship luôn, dây rút nha, dây rút đầy mi, 380 bao ship Citizen, pin năng lượng. Rồi cục pin cũng hết mấy trăm mà. Rồi em qua con khác nè, đây một con Daicel size to, 1.080.000 bao ship nha, size của nó là 53, càng là 48, 1.080.000 bao ship luôn, bấm giờ thao nha, đó, dạ quang sáng, bao chính hãng cả nhà luôn đó. Còn rất là đẹp nha, size to quá, 1.080.000 bao ship luôn. Vừa còn vài con đồng hồ độc lạ chính hãng cho cả nhà luôn, chạy kim đĩa nha, ở chính giữa là trái đất, thể hiện là số phút đó, còn giờ là mặt trăng và mặt trời nha, ví dụ vậy là 12 giờ hoặc 6 giờ nè đó, ví dụ mặt trời nè, như vậy là 4 giờ sáng nè đó, 4 giờ 10 nè, 4 giờ 15 nè đó, size 43, càng 43, dán đĩa bay, dây cao su đó, nguyên riêng chính hãng luôn, 890 bao ship luôn nha. Đây một em đồng hồ Daicel, con này em để ở nhà, 1.280 bao ship luôn, vỏ vàng nha, size 46, lịch lọc, size 46 càng 50 à, chạy cơ chế 3 kim full vàng luôn, 1.280 bao ship nha. Rồi một em đồng hồ của Nhật,
made in Japan luôn, 330 màu ship luôn nha. Size của nó là mỏng 6.2, còn size của nó thì cỡ 35, và đặc biệt có đèn luôn nha. Ê, con này không phải có đèn mà là mặt full dạ quang đó nha. Đó, 330 bao ship nha, rẻ thúi luôn, của Nhật, made in Japan. Đây con này em sale luôn 1250 bao ship nha, Salvatore Mara Italy, size 42, dây thép đúc, đời mi vàng, vỏ phối màu vàng và màu trắng, 6 kim bấm dở thao mặt hai lòng nha, dạ quang sáng, hàng của Ý nha. Đó, 1250 bao ship luôn. Đây con đây sale này size cũng to, 48, kính ánh cam nha, 1280 bao ship luôn cả nhà, size 48 nha, độc lạ, dây rồi khóa rồi nguyên rin, bao rin chính hãng luôn, rất là đẹp nha. Kính là kính gương, kính chắn gương mà màu cam đổi màu. Đây em có hai con đồng hồ cơ của Seiko nha, đây là Moment in Motion, thì con này là lộ tim nha, size 41, chạy cơ chế là 4 kim, có tay và có hacking stop nha cả nhà, size 41 nha, đằng sau lộ máy. Đó, Seiko nha, 2.080.000 bao ship rồi nha, một con mặt xanh và một con mặt trắng nha. Đó, mặt xanh nè, có tai nè, ở đằng sau lộ máy nè, con này dây da khóa rin luôn nha, có tai nè, có hacking stop nè, ấn vô chạy tiếp nè, size 41, 2.080.000 bao ship. Rồi Casio này em sale luôn nha, 930 bao ship luôn nha cả nhà, Casio Edify, size 44, nấm ngược nha, 3 kim, 6 kim, có kim trôi góc 4 giờ luôn, dừng, reset nè. Đó, kim thể thao trên đây. Đó, Casio Edify, bao chính hãng nha, thép đúc. Đây em có con đồng hồ Casio Valen nha cả nhà. Đó, pin năng lượng nha, đèn, chuông, đồ đầy đủ chức năng luôn, 680 bao ship nha, tan như 41, dạ quen học trò cho cả nhà luôn, chỉ có 680 dây rút nha, đèn nè, đó, rất là sáng nha. Con này sản xuất tại Thái Lan, size đo ngang như là 41 nha, 680 bao ship. Một em đồng hồ Citizen Win Q nha, 430 bao ship luôn, pin năng lượng nha, size 39, dây rút. Đó, giống con hồi nãy em mới đăng, con màu đen đó, con màu đen có đề mi. Đó, dây khóa đồng nguyên riêng, độ mới rất là cao, như chưa đeo vậy, size 39, pin năng lượng nha. Rồi một con đồng hồ Don Trời, hãng của Ý, kim trôi nha, chạy cơ chế là 5 kim, 1250 bao ship luôn, size của nó là 46 cả nhà, do nó có cái rìa này thôi nè, 47 nè, size 47 đi. Đó, 5 kim, kim trôi, 1250 bao ship nha, dây khóa đồng nguyên rin hết luôn, rất là đẹp nha. Đó, 1250 bao ship. Rồi con này em cũng sale luôn, Orobianco, thương hiệu của Ý. Đó, thương hiệu của Ý, sản xuất tại Nhật, chạy cơ chế là 5 kim, kim trôi, dạ quang học trò, sáng chân luôn, dây khóa đồ nguyên rin như mới. Đây dạ quang rất là sáng nha, kim trôi, 1380 bao ship luôn. Đó, dạ quang nè, dạ quang học trò nha, size của mình như là 40, 42 đi. Đó,
1380 bao ship nữa nha. Đây con Fossil mới chưa qua sử dụng luôn. Kiểu dáng rất là ngầu cả nha. Size 45, 1380 bao ship nha. Dây của nó nè. Sợi dây nguyên zin à, mới ken luôn. Ha. Fossil size 45 6 kim bấm giờ thể thao, mặt hai lòng. Cực độc cực đẹp luôn. Dừng reset nè. Có kim 24 giờ có ô lịch. Em còn vài cái nữa em hết luôn cả nhà. Em về lô khác nha, 230 bao ship cả nhà. Nó có hiện phần trăm pin nè. Có đếm số lần bấm nè. Và là vừa là đèn pin. Này cài lại để chống nước nha. Đó, đọc lại cho nhà luôn hai con. Thì con màu trắng là dạ quen. Con màu trắng là dạ quen nha. 230 bao ship một con cả nhà. Như vậy thêm một ít tai nghe nữa cả nhà. Đó, màn hình cảm ứng nha. Chính hãng remote luôn. Đó, rất là xịn nha cả nhà. À, đổi chế độ được luôn, rock, bóp, ballad gì đó. Có chế độ xuyên âm và chế độ chống ồn. Chỉnh âm lượng trên màn hình cảm ứng luôn, điều khiển nhạc. Đó, điều khiển máy ảnh. Đầy đủ. 550 bao ship nha. Rồi, một em đồng hồ Toyota Cross của Mỹ. Lịch cười nha, đọc lại cho cả nhà luôn nè, lịch nè. Nè. Đó, lịch cười, lịch lọc. Đó, đem đến sự may mắn phong thủy cho mình luôn. Size như là 42 nha. Dây khóa đồng nguyên riêng luôn, 1280 bao ship nữa nha. Rất rất đẹp luôn. 1280 bao ship nha. Cross Toyota. Xe Cross của Toyota đó nha. Rồi con này em cũng sale nhẹ cho nhà luôn. Gen Continent của CDN nha. Chạy cơ chế 5 kim, mặt của nó là địa cầu nha. Hai ô lịch, lịch thứ và lịch ngày. Dạ quen xanh dương nha. 930 bao ship nữa nha. 930 bao ship luôn. Đáy xoáy nha. Size 38, dáng tăng. Dây rút, tay nào vô cũng được hết. Dây rin luôn của nó luôn nha. 930 bao ship nha. Con điện tử này là 630 bao ship nha. Size 43, đèn chuông đồ đầy đủ. Hàng new nha. Như có tiếng Nga đằng sau nè. Đó, tiếng Nga nha. Đèn 630 bao ship nha. Hai con Casio này là 650 bao ship pin năng lượng. Size 41 nha cả nhà. 650 bao ship nha. Size 41 pin năng lượng. Còn con phi công Pháp này là 1280 bao ship nha, nguyên táp luôn. Niền xoay 2 chiều, vỏ vàng. Phi công nha, dòng của Pháp Guionet Paris Fly Timer nè. Nó giống y chang con này luôn. Đó. Dòng của Pháp nha. Đẩy xoáy chống nước 100m, niền xoay 2 chiều, 3 lòng luôn. Chỉ các phương hướng 6 kim bấm giờ thể thao nha, 1280 bao ship nha. Rồi thôi, hôm nay em tới đây thôi. Chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha. Em xin hết nha.